Xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một vườn quất thế. Vườn quất thế này có địa chỉ tại thôn Đại Hạnh, xã Hòa Long, huyện Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Vườn quất này dàn quả rất đều, cây xanh và đẹp. Chiều cao của cây từ 2m đến 2,5m. Qua clip hôm nay mình chia sẻ với các bạn vườn quất thế này. Có bạn nào mua quất thế, mình sẽ để lại số điện thoại của nhà anh chủ vườn trong clip để các bạn liên hệ trực tiếp với nhà anh ý. Sau đây mình sẽ đi qua một vòng để các bạn cùng tham khảo.